Hello, xin chào các bạn nhé. Nay mình sẽ review mấy cái lá bài về xôn bài cho các bạn xem. Đây mình sẽ review hết mấy con xôn bài của Plan Vest xôn bài 1 trước nhé. Đây, thế là đây mình mới tìm được 4 lá bài của xôn bài Plan Vest xôn bài 1 rồi. Đầu tiên là cái con đội mua đội xô sát này. Đây, con xôn bài đội xô sát này. Video trước là mình không biết là có cái cây 500 gì nhỉ, cây 500 để hút xô sát của bọn này chứ, nhưng mà chưa thì mình thôi mình sẽ hôm nay chỉ giới thiệu mấy con rô bài thôi nha các bạn nhé. Rô bài đội mũ đội xô sát nhé, mình hay gọi nó là cái mũ nhưng mà thực ra nó là cái xô. Đây một con rô bài ống bầu dục này. Đó, đội mũ bảo vệ đầu, xong rồi miệng các thứ, hai bên vai cũng trang bị đồ bảo hộ này. Đó, chân tay giày đinh sắt luôn đấy. Đây còn dùng bài bụng bay trên, nó bay lên trên này. Đó, con này thì còn các túc nó sẽ bắn vỡ quả bóng bay của con này, nó sẽ rơi xuống này. con này xuất hiện ở trên map trên nóc nhà nha các bạn nhé. Nó sẽ đu dây xuống này chứ không, nó không đi hay là bay gì hết, nó đu dây xuống. Ok, tiếp theo là sẽ sang đấy cái con đây hai con này trước đi. À, hai con này hai con này đây, xem này một con này map hải tặc này, con này hình như là zombie map sa mạc. Đây một con này cũng thuộc giống như là con boss luôn nhé các bạn nhé. Nhưng mà con này hình như là ở vẫn là viên zombie 2 rồi, còn zombie 1 thì nó chỉ có mỗi một con tương tự như thế này thôi. Nhưng mà nhìn trông nó bẩn hơn con này. Đó. Ok, tiếp theo là con mummy zombie này. Đó, mummy zombie nhé các bạn. Đây, một con này là tên, nó có tên, con này thì nó có tên trên này, tên là Pharaoh zombie. Đó, con này nó có ở sắc gấp Ai Cập thì, đó. Nó đây là cái quan tài này. Nó dùng để ướp xác bên trong ấy. Còn con rô bài nó chui ở bên trong vẫn là nó đi. Đây con boss DG zombie. Đó. Còn này là con boss ở cửa kim tự tháp nhé. Các bạn nhìn. Ok, kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.